Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bác đã trở lại với Đồ Gỗ Sáng Trang. Hôm nay em Sáng rất vui bởi vì trước mắt các bác đây là một bộ sản phẩm, một tác phẩm đồ gỗ nội thất hết sức tuyệt vời, được cơ sở Đồ Gỗ Sáng Trang làm trên nền tảng đó là chất liệu gỗ cẩm lai hết sức đẹp và cao cấp các bác ạ. Thì đây là một bộ sản phẩm minh đế, người Trung Quốc vẫn còn gọi là hoàng công nghề. Và với mẫu minh đế này thì em Sáng đã làm rất nhiều trên thị trường, đủ các loại gỗ cao cấp, ví dụ như là gỗ xưa, gỗ chắc, gỗ cẩm lai, gỗ hương Lào. Thì đây là một bộ sản phẩm được làm trên nền tảng gỗ cẩm lai các bác ạ, được cơ sở bên em lựa chọn vân cực kỳ đẹp. Trong cái dòng cẩm lai thì nó lại phân ra làm hai loại các bác ạ, một là cái loại gỗ hàng thân, đó là gỗ tía không vân, còn đây là một trong những loại gỗ mà em Sáng chọn vân cực kỳ đẹp. Thì cái gu chơi đồ nó thể hiện ở mỗi một con người, có những bác nào thích hàng vân thì đây là một cái sản phẩm hết sức tuyệt vời để lựa chọn ra một bộ minh đế hàng vân, không hề đơn giản các bác ạ. Đấy, thì với một dòng sản phẩm như này, các bác để ý này, em đi sâu vào, đi gần hơn một chút xíu để các bác cảm nhận. Đây các bác cảm nhận này, ghế thì bên em Sáng vẫn làm là 6250, và bộ sản phẩm này này em Sáng mới làm xong, gọi là hàng mới ra lò các bác ạ, vẫn còn rất nóng, thật sự là như thế luôn. Tất cả hàng được cơ sở bên em làm tháo lắp. Nếu có bác nào yêu thương, vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc qua kênh YouTube Đồ Gỗ Sáng Trang, đăng ký kênh để em Sáng tư vấn và báo giá tận xưởng. Thì toàn bộ thông số kỹ thuật của ghế vẫn là 6250. Dáng ghế minh đế bên em làm cực kỳ đẹp các bác ạ. Mặt một miếng các bác nhé. Đây em quay vào đây này. Hai chiếc ghế này thì là cùng một cây các bác ạ, cùng một cây gỗ xẻ ra, mặt hoàn toàn là vân trần tự nhiên. Em có thể đi quay cận vào hơn nữa để các bác cảm nhận. Đây đấy, với dòng gỗ cẩm lai mà lựa chọn những cái vân đẹp như này là cực kỳ hiếm đó các bác ạ. Cái khung tranh này các bác để ý này, vân cực kỳ đẹp, hàng còn để thô các bác nhé, hàng còn để thô. Từ những chi tiết ví dụ như là cái vách ở giữa này, đấy các bác ạ, vách đục để vách giữa này đều là cùng một cây gỗ mà em Sáng lựa trên nền tảng, đó là hàng tuyển vân. Đã là vân thì em Sáng sẽ đưa làm sao tất cả những thanh gỗ khi em Sáng mua gỗ về, em Sáng pha phôi, em Sáng đã để ý rồi các bác ạ, để làm sao khi một cái lên một bộ sản phẩm mình phối màu nhau, cái vân của nó hết sức đẹp. Ví dụ đơn cử như cái mặt minh đế đây, bác thấy này, đây là cái mặt này vân như là một ngọn núi các bác thể hiện này, đấy vân núi này các bác này, đấy chỉ đen chạy nhá. Gỗ cẩm lai đẹp nhất đó là vân, vân chỉ đen các bác ạ. Vân chỉ đen có nghĩa là gì? Cái quầng vân của nó phải thể hiện nó là gì? Nó phải rõ các bác ạ, nó phải rõ nó mới đẹp. Đấy, vân mờ không đẹp các bác ạ, vân nó phải rõ nét. Đấy, ví dụ như cái mặt này thế. Đây các bác nhìn để ý cho em này, hai mặt này là cùng một cây, cực kỳ hiếm luôn các bác ạ. Đấy, cái vách cũng vậy. Đấy, thì để nói về một bộ hàng vân thì em Sáng lựa cực kỳ kỹ luôn, từ những cái xà, những cái yếm này, những cái chi tiết, thậm chí những cái lá cải đây các bác này, cái lá cải này này đó, mà cái người ta pha đồ, người ta ngay sang một bộ nó thể hiện được cái nhất. Thì các bác chọn ra một bộ sản phẩm minh đế được làm từ chất liệu gỗ cẩm lai cao cấp mà chọn vân đẹp như thế này nó cực kỳ khó khăn luôn, thật sự như thế. Mua rất nhiều cây gỗ thì mới chọn được các bác ạ, chứ không phải là mình mua một hai cây gỗ mà mình có thể làm nên một bộ sản phẩm như này đâu. Đấy, thì kể cả những cái bộ hàng cẩm lai, hàng tía em Sáng cũng lựa được cho các bác. Cái quan trọng là gì? Em Sáng lựa những cây gỗ già, những cây gỗ đanh, bởi vì những bộ sản phẩm này khi các bác làm lên, em vẫn tư vấn cho các bác đó là mình hoàn thiện trên nền tảng đánh si trần vân tự nhiên các bác ạ. Đánh si trần vân tự nhiên là tuyệt vời nhất của những dòng gỗ cẩm lai như thế này. Một bộ như này, xin thưa với các bác là rằng là lâu lắm rồi, phải nói là lâu lắm rồi, từ đầu năm giờ em Sáng mới làm được 2-3 bộ thôi, và bộ này là bộ mới ra lò. Riêng những bộ hàng vân như này ấy, thì đa phần em Sáng làm là em Sáng mua gỗ xong em Sáng để đấy, mình để dự trữ đấy, khi nào mình có đủ gỗ mình mới làm các bác ạ, không được nóng vội. Nếu mà mình làm nóng vội thì sản phẩm nó sẽ không đẹp, không được chắt chiu. Em trai quay nghiêng về bên này để các bác cảm nhận được cái độ thách của ghế minh đế khi bên em làm. Đấy, hoàn toàn chân thách chữ A, dáng chân cực kỳ cong, chân là chân tua liền các bác nhé, toàn bộ là chân tua liền, mọng thủng mọng kẹp đều có hết. Đấy, toàn bộ là hàng tháo lắp. Vai thì toàn bộ vai của bộ này thì bên em làm mọng này đều có mọng kẹp âm dương và có chốt hẻm các bác ạ, hết sức tuyệt vời với một bộ sản phẩm minh đế cao cấp như này. Vách của bộ này là vách lùa ván các bác nhé, đây vách lùa ván đây, có nghĩa là vách lùa ván thì bên em làm bộ này là vách chữ C các bác ạ, vách chữ C. Thì với những dòng gỗ như này thì bên em để hoàn toàn đó là hàng tháo lắp hết. Đấy, hàng tháo lắp để ngơi như này. Đấy, hàng tháo lắp để ngơi như này thì nó có một cái rất hay, đó là gì? Gỗ nó sẽ được co ngót, nó sẽ được
Nói chung là gần như là nó sẽ khô theo cái khô theo tự nhiên các bác ạ. Và khi mà các bác chốt đơn thì em Sáng bắt đầu mới cho gắn vào. Để làm sao? Để bộ sản phẩm nó trở lên tuyệt vời hơn. Nó khô thì hoàn thiện nó mới đẹp được các bác ạ. Đặc biệt khi hoàn thiện lên đánh xi thì cái tôm gỗ nó bóng, nó mượt. Và là cái chiều sâu sản phẩm nó thể hiện được cái năng lực của người làm. Và đây là một bộ sản phẩm hết sức tuyệt vời. Nếu các bác có nhu cầu, phone trực tiếp qua số điện thoại 081 703 5555. Chào thân ái.